Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay sẽ lại một chút chia sẻ về một chút kỷ niệm, một chút ký ức về game MU, một trong những game online đầu tiên du nhập ở Việt Nam. Nó đã làm nên tuổi thơ của biết bao nhiêu các game thủ đời đầu và cũng như về sau. Hôm nay sẽ kể về câu chuyện về đi Blood, đúng không? Đi Blood và đi Devin. Đấy. Thì mình vừa đi xoay được một ít cái vé như này. Đấy, các cái vé này thì nguyên liệu bao gồm là sừng, đúng không? Sừng này, cuộn giấy này và bình trao. Đúng không? Bây giờ còn 2 phút nữa này. Thì đi Blood. Đi Blood thì chúng ta sẽ sang sang bên Daviat này. Mò về Daviat. Đúng không? Chết cha, đây phần 1 anh em ơi, hỏng rồi. Đi sang kia về đi trên arena quẩy đã lên một máy quá, cứ tưởng là level cao rồi quẩy gái không đấy, quẩy tí cho lên level anh em ạ, còn bay được. 2 phút này. Rồi, mò về DVAS. Cách ra. Mò về DVAS, rồi. Đấy, sang DVAS được có 1 phút này, ngay đây này. 1 phút. Đấy, chúng ta vào đây chúng ta giật đi. Giật là giật vào loot, vào liếc, các thứ này đông lắm. Ngày xưa nhớ, ngủ Hà Nội, ngày xưa thời kỳ đông đông. Giật cái này, đấy, thả vào. Tạm thời bây giờ thì là ít khi người đi lắm, ít ai đi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? MG cầm set, Legend cầm kit này. Quá hoành tráng luôn. Đấy. Ui mày chưa? Vừa các thứ đây. Vừa hết giờ luôn. Giờ nó đếm ngược một chút này. Bạn đã có thể vào biết lâu tôi vừa vào rồi, nói nhiều thế nhỉ? Chia sẻ kỷ niệm đi nào. Rồi, thì cái vé này, cái thể gọi là cái áo, gọi là áo tàng hình. Đúng không? Thì sử dụng một cái sừng này, một cái cuộn giấy và một viên trao. Anh em đến Noria, anh em ép đông lắm, đông nghịt luôn. Rồi đúng đến giờ chẵn nó sẽ vào. Đấy, như vừa nãy mình giật, gọi là giật vào lút. Tích cái giật cái, đông lắm. Đông nghịt người. Đông nghịt người luôn. Chưa thấy những nhạc nhỉ. Đấy, và trong đây anh em sẽ nhớ lại được cái tiếng nhạc của đi Blood nữa. Nghe này, ký ức 60 giây đấy này. Đấy, đây là Devin. Devin thì dùng mắt, một cái mắt quỷ này, một cái mắt quỷ bên mũi chìa khóa, đúng không? Một cái mắt quỷ và mũi chìa khóa sẽ đi ra vào mũi bên trao, thì lại xoay khoảng 30% đấy. Quỷ rồng cho nó máu nhá. Quỷ rồng. Đấy, MG cầm cái gậy rồng, cầm bệnh rồng, cầm kit. Đấy, cool hết này, cool luôn anh ạ. Đấy, trong clip thì mình đã đi sắm cái đồ này cho MG. Anh em có thể vào chơi game mà đi xem rồi đấy. Rồi đấy, anh em nghe tiếng nhạc chưa? Sủa ôi, nhạc thôi rồi luôn này. Anh em cho mình ho cái, trời đang lạnh ho phát. Đấy, sủa ôi. Ngày xưa yếu, máy dầu không chết thì chúng ta dùng cái chiêu này, chiêu giận gà này, đúng không? Không sao này. Đấy. Nghe tiếng nhạc thích rồi. Rồi có thể dùng chiêu chiêu xoáy lửa này. Sủa. Tại vì cái thời kỳ đầu mình nhớ mình chơi bắt đầu yếu lắm, MG của mình đi set nó có mấy lần thôi. Đấy. Chúng ta đi sâu bên trao này. Sâu trao này. Đấy, nhặt được pin sâu rồi. Nghe không ạ? Nhặt pin sâu rồi. Nhặt được pin sâu. Đấy. Thì yếu thì thường dùng cái chiêu này để làm sao KS quá nhanh nhất. Mình sẽ đi đông lắm. Mỗi lần vào này như được 10 được 10 ông, đúng không? Đi Blood được 10 ông, đi Devin được 15 người. Thấy loạn rồi lên, tranh nhau vào. Ông nào mà ông reset cao, nhưng DK sụp gió, hạn anh làm một phát cửa luôn. Đứng chặn cửa này, nào phát đến cửa, chặn cửa, nào phát đến cửa luôn.
chặn cửa ở đây. Sủa rồi, và nó chọc một phát thì cái này nó cũng đổ luôn này. Đúng không? Chặt phát nó đổ luôn. Rồi giờ máy rồng một tí cho đẹp. Máy rồng nhá. Giờ con mình khỏe rồi, mình sẽ máy rồng. Đánh là mười mấy nghìn này, hai mấy nghìn. MG cầm gậy rồng, cầm kíp. Quẩy rồng thì thôi rồi, đen xì. Đấy các bác nghe tiếng nhạc của Blue không? Nghe ký ức trỗi dậy không? Kỷ niệm ùa về không? Đấy, các bác sẽ đến kênh của em. Kênh của em chuyên về làm clip về MU sậu này. Chuyên làm về MU, chia sẻ lại kỷ niệm thôi. Có bác nào mà có chơi MU Way mà có nhiều đồ đẹp đẹp một chút ấy, đồ ngon ngon nữa ạ, có thể cho em mượn. Có thể cho em mượn để em review cho một số anh em về các món đồ như thế. Và tạm thời em bây giờ em chỉ đi sắm được những cái set đồ kỷ niệm này thôi, cũng không đủ kinh phí và cũng không đủ thời gian để đi sắm các set đồ hot của cái MU Way này. Đó, chủ yếu là tìm lại ký ức ngày xưa anh em vào xem clip làm sao nó cái hồi ức nó trở về, đúng không? Ta cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc ngày xưa. Hai máy sông đen xì luôn. Thì em chiêu mưa sao băng này. Mưa sao băng. Đấy, mưa sao băng. Mưa sao băng hơi đuối đúng không? Rồng là chuẩn nhất. Đấy. Nói đến MU thì nói đến chiêu quẩy rồng của sâu hoặc là của MG. Em thì em thích chơi MG hơn. Nó yếu, nó không mạnh. Nhưng mà ở nghe tiếng ngọc rơi đấy. Ngọc rơi đâu ấy? Nó cái ngọc rơi nghe keng cái mà. Chơi đồ nhặt thì rơi đâu. Đấy, nó không được ấy nhưng nó đẹp. Nó không được khỏe lắm nhưng nó đẹp. Nó nghe tiếng ngọc rơi không biết ở đâu. Đấy, nó đẹp, đẹp trai. Cầm gậy rồng. Đầu thì không có mũ nhưng mà rất là đẹp. Đấy, các bác có thể xem một số các clip trong kênh kênh YouTube của mình. Hầu như nói về MU mà chia sẻ những kỷ niệm hoặc là hướng dẫn một số clip cho anh em để tham gia cái game MU này. Cái game MU này được cái là rất là dễ chơi, rất dễ là sắm đồ. Đồ thấp thôi, còn đồ cao thì tiền triệu, chục triệu cũng có. Nhưng mà đồ thấp như thế này thì tìm lại kỷ niệm rất là dễ. Set này em sắm là tổng cộng hết 25.000. 25.000. Với nhỏ ông vợ em nghe thấy lại, tao bảo là anh lấy tiền đi chơi game. Chết dở. Rồi bây giờ thì em lấy ngọc chào chào. À, biết cái gì, Blast, ui, Blast này. Cái Blast này nghe tiếng tinh cái, các bác nghe tiếng tinh cái. À, đến ngọc rơi. Ngày xưa chơi MU nghiền đến nỗi là gì ạ? Đêm nằm mơ nghe tiếng tinh cái. Mơ có một viên trao rơi, có một viên viên ngọc rơi, Blast rơi. À, các bác chơi một game MU này các bác thì phải có giật mình không? Nghe cái tiếng ngọc rơi đó, nó có một cái gì đấy nó thú vị. Có một cái gì đấy đó nó ngấm sâu ở trong cái tâm trí của mỗi người chơi game MU này. Rồi giờ vào phá cửa này. Nhớ ngày xưa ông DK, ông đứng đây, ông nào khỏe khỏe đứng đây, ông chọc gió xuyên ngay vỡ cửa. Đấy, Lê Minh Hải đã phá cửa thành công. Đấy, xong vào đây đúng không? Vào đây thôi là nếu ông nào yếu quá vào đây thì quái thật chết này. Đấy, đúng không? Xong đến đây cướp quét này, tranh nhau vào đây cướp quét. Đấy, tranh nhau vào đây cướp quét này. Đấy, tranh nhau vào đây cướp quét luôn. Thôi từ từ ăn cướp quét. Để một bình bình mà ra đây máy tí cho nó vui đã. Vào đây cướp quét này. Hôm nào ông yếu quá, ông đứng đây. Vẫn quét. Thôi rồi, được cái quét rồi. Úi xùi, cung thiên sứ luôn các bạn. Đấy, full luôn. Nhưng cái này chỉ là đồ nhiệm vụ thôi. Ngày xưa rồi, mới đầu ra ao ước có một cái đồ full như này. Có một cây ép cầm full như này. À, đồ này thì có thể ra ra rơm, gậy rồng, kiếm rồng hoặc là cung rồng. Đấy, chấp nhận được cái này nhỉ? Vứt đi. Sao vứt được ta? Không mấy đây. Không mấy đây có vứt được đâu. Thôi kệ đó. Đấy, thế này một quét. Bắt đầu trên quái. Nhớ cái thời đông full luôn. Đến giờ đi blue thì anh em đi giật blue, đi giật Devin thì các bạn
Thôi rồi, những con nét nào ấy mà máy mà lag ấy không bao giờ giận được David hoặc Blue, tại vì nó bị lag, chuột nó di chuyển rất là chậm. Do vậy là khi mình đi chơi David và Blue, thường thường anh em hay chơi các con nét nào có cấu hình máy cao, thấy không? Đi giật Blue, đi giật David cho nó sướng. Đánh một phát là lên được level 600 luôn. Cái bản MU này thì cái Blue này nó vẫn là nguyên thủy này. Còn bây giờ các phiên bản SS bây giờ anh Blue giờ nó rộng lắm, nó đi rất là nhiều cửa. Còn nguyên thủy này mình vẫn thích. Để vì sao nó vẫn là kỷ niệm. Kỷ niệm đi Blue, Devin, đấy nghe cái tiếng đã thích rồi. Nghe tiếng này kiểu nó kích thích. Nó đi nhảy cầu đúng không? Ngày xưa hay gọi đi nhảy cầu tức là gì? Tại sao gọi đi nhảy cầu? Nhảy cầu tức là ra đây. Các bác bị yếu quá, các bác bị quái chết, các bạn sẽ rơi xuống đây, gọi là nhảy cầu. Chứ con của em bây giờ nó khỏe này, toàn đồ full như này thì làm sao mà rơi được. Đấy. Gọi là nhảy cầu là làm sao, quái nó giết thôi, nó sẽ bị nhảy cầu, nó bị rơi xuống. Gọi là bị nhảy cầu. Ngọc đấy, thì toàn là viên Black này, sắp full nơi rồi. Ký ức lại ùa về. Đấy, một số các bác mà có những kỷ niệm gì vui vui hay hay có thể chia sẻ ở bên dưới cái link video này đó. Em có thể vào và để tán ngẫm, hoặc là các bác muốn em làm một số video về cái vấn đề gì đấy, chia sẻ kỷ niệm được ạ, các bác có thể viết bài phía dưới. Đấy, nghe tinh tinh cái đâu rồi, tinh tinh cái đây sâu nắm đủ này làm sao được rồi. Đấy, nghe tinh cái các bác có thể là viết các nhận xét phía dưới để anh em cùng trao đổi, và em thấy cái gì hợp lý thì em sẽ làm một clip. Đây lại được viên sâu nữa này. Bây giờ chỉ một mình đi thôi để nhớ lại kỷ niệm ngày xưa thôi. Không nhiều người. Chủ yếu vào đây là nghe lại cái tiếng nhạc của Blood. Đấy, tiếng quái kêu. Đúng là nghe cái tiếng này nó kích thích con người thật. Nó khiến mình nó cảm giác động lực để tiến lên phía trước. Đúng là nhạc Blood của khác. Và bây giờ em sẽ đi mang cái quest này ra để trả. Ồ, xem được cái gì nhá. Đánh ra nào. Nó đi Blue. Đi vào lúc hay gọi là đi nhảy cầu. Tại vì cái sự yếu quá nên bị hay bị chết không rơi đây. Bây giờ khỏe này rồi thì khó lắm. Rồi. Đây, giới thiệu báo bác này là cái quét này, đúng không? Bước này đi, sao vứt được nhỉ? Đấy, bao nhiêu thùng đồ này không vứt được này. Áo tàng hình không vứt được. Sao không vứt được? Và là ngày xưa, em hay dùng ngày xưa hack, nhớ cái thời mua 97 có cái hack speed ấy, đúng không? Đứng đầu cầu này, xùi bắt đầu là sử dụng chiêu Kamezoko này, quánh nhỉ? Người không nhìn thấy tay đâu. Này hack speed, nhớ hack speed đấy cái gì nhỉ? Dùng hack giống như là copy file trên máy tính ấy, làm sao nó nhanh. Hack speed. À, cái đứng đầu cầu này bắt đầu là dùng chiêu này là phả. Rồi bây giờ em sẽ đi trả quét. Nói chung là nhiều kỷ niệm về cái đi club này đó. Các bác có nhiều kỷ niệm các bác chia sẻ dưới nhá. À, trả club là để thay lời cảm ơn của chúng ta với ngươi, ta sẽ tặng điểm kinh nghiệm và lời chúc phúc của ta cho ngươi. Vâng, em xin cảm ơn. Và nhận được 200.000 gen. Điểm thưởng thứ lâu là điểm thưởng từ rất lâu là 100 đăng. Được viên trao. Đấy, được một viên trao chúng ta đi xoay cái áo tàng hình này hoặc là cái David này. Thì lại được một cái vé và chúng ta lại tiếp tục chúng ta đi Blue David. Ok,
Như vậy là kỷ niệm đi Blue đã ùa về chưa các bác? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bác nhớ like, comment ở phía dưới. Xin một like, xin một comment. Và những bác nào đi qua mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.